Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị, cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, phát lộc nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp Phú Ninh, xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn nằm ở vị trí góc hai mặt tiền đường và phía trước là view sông rất là đẹp luôn anh chị. Có tổng diện tích là 1.038 mét vuông. Trên thửa đất căn nhà vườn có 120 mét là đất thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ra đường tỉnh lộ 864 khoảng 500 mét. Con đường này rộng khoảng 3 mét, đường đá xanh. Mình di chuyển là đường xe ba gác và ô tô 4 chỗ nha anh chị. Ở đây thì có đèn đường, điện nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này thì em thấy ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị, cô chú mình mua đi ở và nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Phú Phong, trường cấp 1, trường cấp 2, cách khoảng 500 mét nha anh chị. Còn hướng bên đây thì anh chị cũng liên thông ra đường tỉnh lộ 864 và chợ Phú Phong khoảng 3 km nha anh chị. Căn nhà vườn mà hôm nay em giới thiệu anh chị là nằm ở vị trí góc hai mặt tiền đường, rất là đẹp luôn anh chị. Và gia chủ thì đang trồng rất là nhiều cây ăn trái như là sabo chê nè, chuối, mít anh chị. Ở đây thửa đất căn nhà đang quay về hướng tây nha anh chị. Phía trước thì mình có một cái view sông. Ở sông này thì gọi là sông Phú Phong anh chị, rộng khoảng 70 mét. Xà lan thì anh chị mình di chuyển từ 1.000 khối trở lên nha. Về đây thì anh chị, cô chú mình làm một cái nhà mát. Chiều chiều thì anh chị mình ra đây mình câu cá để giải trí, rất là tuyệt vời luôn nha. Hoặc anh chị có bạn bè, buổi chiều mình ra đây mình sương sương vài lon là tuyệt vời luôn nha. Đất và nhà thì không màu mã nha anh chị, xung quanh thì cũng không có. Vị trí này thì thích hợp để anh chị, cô chú mình nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Phía trước thì gia chủ có trồng một số mít thái và dừa nha anh chị. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 25 mét, chiều sâu là 34. Vị trí thì góc hai mặt tiền đường rất là đẹp anh chị. Con đường bên đây cũng là đường thông, đường công cộng luôn nha. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí này, mình đo thẳng qua tới cái mí xe là 25 mét. Để em di chuyển qua bên đây, em chỉ canh cho anh chị nắm luôn nha. Em cũng mong cô chú anh chị xem hết video để anh chị nắm chi tiết về căn nhà vườn này hơn. Để anh chị, cô chú mình ở xa về đây thì cũng không mất thời gian nha. Ở đất của mình thì tới đây là hết ranh giới của mình. Bên hông thì mình có một con kênh nhỏ anh chị và cũng thoát nước ra kênh lớn luôn. Ở bên đây thì trồng một số bưởi da xanh, sabo chê nè anh chị. Sabo chê của mình thì cũng đang có trái luôn nha anh chị.
phía trước mình nè, có một cái view sông rất là đẹp anh chị. Về đây thì anh chị làm một cái nhà mát là đẹp tuyệt vời nha anh chị. Vậy thì anh chị mình kêu công mình dọn chỗ này nè, thật là sạch sẽ ha. Buổi chiều thì anh chị mình ra đây mình câu cá để giải trí cũng được, hoặc anh chị mình có cano mình chạy dưới sông này cũng được nha anh chị. Ở đây thì nước ngọt quanh năm không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Vậy thì anh chị cô chú mình có thể trồng tất cả cây ăn trái như là sa bô chê nè, dừa, bưởi, mít, nhiều loại cây ăn trái thì anh chị đều trồng được hết luôn nha anh chị. Sa bô chê này thì gia chủ trồng cũng được khoảng 8 năm đến 10 năm rồi nha anh chị. Ở sa bô của mình là sa bô Thái đang có trái luôn anh chị. Nó mặt tiền của mình là 25, chiều sâu là 34 m nha anh chị. Ở đây thì mình có đèn đường nè, đầy đủ hết luôn. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ anh chị, cho hết nhà và đất của mình luôn nha. Nếu anh chị, cô chú mình thấy phù hợp và ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ gửi sổ vị trí thửa đất căn nhà trên Google Maps để anh chị trực tiếp xem trên vệ tinh. Về đây thì anh chị cô chú mình cũng không mất thời gian ha. Ở bên đây thì mình có lộ giới luôn nha anh chị, lộ giới thì khoảng 2 m thôi anh chị. Con đường này là đường thông nha anh chị, đường công cộng. Đất thì cao gáo bằng theo mặt lộ. Đất thì không màu mỡ nha anh chị, xung quanh thì cũng không có. Ở nhà và đất mình thì tới cái mí tường này nè là hết ranh giới của mình nha anh chị. Ở bên đây thì cũng có đèn đường luôn. Ở đây là sa bô chê nè, sa bô Thái nha anh chị. Ở vị trí này thì thích hợp để anh chị cô chú mình mua về nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn anh chị. Cô chú anh chị mình thấy video này hữu ích cho em một lượt like nha và một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang có động lực để đi tìm những sản phẩm như là nhà vườn nè, đất vườn để anh chị mình đầu tư và anh chị nghỉ dưỡng ha. Ở đây thì điện nước gia chủ thì cũng đã vô sẵn luôn nha anh chị. Ở đây thì mình sử dụng nước là nước máy, ở quê thì gọi là nước bông to anh chị. Bên trong thì gia chủ có cất một ngôi nhà vườn cấp 4 rất là đẹp luôn anh chị. Nhà thì đều trang trí hết luôn nha anh chị. Em mời cô chú anh chị mình di chuyển vào trong để anh chị mình tham quan nha.
Bên hông thì chủ có làm một cái máy tiền chế bên hông để anh chị mình có thể đậu xe nè, và có đám tiệc thì rất là thoải mái. Nhà thì bên dưới lót gạch bóng kiến, tường thì lót cho tới mí trên luôn anh chị. Cửa thì cửa nhôm, bên trong thì lộng kiến, bên ngoài thì cũng lót gạch cho tới mí to luôn nha anh chị. Hiện gia chủ thì cũng đang rất là kẹt tiền nên cần bán gấp nha anh chị, với giá là 1 tỷ anh chị. Giá này thì anh chị cô chú mình gặp ngay chủ để anh chị mình trao đổi và thương lượng giá tốt nhất để anh chị mua nha. Ở đây thì mình có một cái bức tranh rất là đẹp luôn. Khu vực này là không gian phòng thờ và phòng khách nha anh chị. Ở đây thì gia chủ chỉ thờ Phật, mẹ Quan Âm. Hai bên hông thì thiết kế hai cánh cửa sổ bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng thật là thông thoáng luôn nha. Nhà của mình thì hiện tại là quay dìa hướng Tây nha anh chị. Nhà thì có hai phòng ngủ. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Còn kế bên là căn phòng thứ hai. Còn khu vực bên đây thì gia chủ để tủ lạnh nha anh chị. Và nhà để xe. Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú mình nắm lại một lần nữa nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp Phú Ninh, xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn có tổng diện tích là 1.038 m². Trên thửa đất căn nhà vườn có 120 m² là đất thổ cư. Diện tích ngang là 25 m nha anh chị. Ở chiều sâu là 34. Nó nằm thì vị trí góc hai mặt tiền đường rất là đẹp luôn anh chị. Phía trước thì mình có view sông. Đường xá thì anh chị mình di chuyển là đường xe ô tô nha anh chị. Ba gác và bốn chỗ. Vị trí này thì thích hợp để anh chị cô chú mình mua về nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Hiện gia chủ thì đang rất là kẹt tiền nên cần bán nha anh chị, với giá là 1 tỷ anh chị, hết nhà và đất của mình luôn. Ở đây là phía sau căn nhà của mình. Khu vực này thì chủ làm nhà bếp và nhà vệ sinh ở phía sau nha anh chị. Ở khu vực này thì anh chị mình nấu củi khu vực phía sau. Ở phía sau thì mình có sàn nước đầy đủ hết luôn anh chị. Ở đây thì mình sử dụng nước là nước máy nha anh chị. Ở đây thì mình có bờ tường nè. Nó đầy đủ hết luôn anh chị. Vườn cây ăn trái của mình thì đang cho trái rất là xum xê luôn. Đặc biệt thì dùng đất này là nước ngọt quanh năm nha. Anh chị mình có mua thì rất là yên tâm anh chị. Còn bên đây thì mình có một cái ao cá nhỏ.
Ở đây là sâu chê. Chủ yếu thì gia chủ trồng sâu chê rất là nhiều luôn anh chị. Đất mình thì rất là đẹp nha anh chị, không màu mã nha. Xung quanh hàng xóm thì rất là đông. Ở bên ngoài thì cũng lót gạch lên mí trên luôn. Còn phía trên thì sơn hồ dầu nha anh chị. Ở bên ngoài thì thiết kế rất là nhiều cửa sổ luôn. Ở đây thì rất là đẹp để anh chị mình nghỉ dưỡng nha anh chị. Ở đây là bưởi da xanh sâu chê nè anh chị. Sâu chê này là sâu chê Thái. Còn đây thì một số cây hạnh nha anh chị. Ở đây là tổng quan thửa đất căn nhà phường. Anh chị ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang nha. Tổng diện tích của mình là 1038 m2. Ngang là 25 nha anh chị, chiều sâu là 34. Đó. Gia chủ thì đang rất là kẹt tiền nên cần bán gấp nha anh chị. Giá là 1 tỷ. Giá này thì anh chị, cô chú mình gặp ngay chủ ha. Để anh chị mình trao đổi và thương lượng giá tốt nhất để anh chị mua. Đây là tổng quan thửa đất căn nhà phường. Em cũng xin kết thúc video. Hẹn anh chị, cô chú ở những phần video tiếp theo nha.